Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vô Đồ Dò. Mình là Vy Tào Lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balo Tali. Đây là set thứ hai nha các bạn. Bây giờ đứng trước màn hình ống kính của Lâm là tem của Neymar và Messi. Còn bên kia là tem của Celu, anh Xe Lăng và Trung. Cùng biển lớn, tường chuyện hay. Nếu không có gì thay đổi, set này nữa tem bên kia sẽ rã đám, chia tay nhau. 1-0. Một pha xử lý bóng ra ngoài của tem Neymar. Một đều. Môi. Ủa 2-0, xin lỗi các bạn, tào lao quá. 2-0 nha các bạn. Một pha quá đơn giản, tường đục cho bóng ra đơn giản các bạn ơi, tem Neymar đứng hình. 3-0. Quá hay cho Neymar. Neymar quýnh tốt qua cây dừa. 4-0. Tem Neymar tự nhiên mất khí thế rồi các bạn ơi. Chung làm gì đây? Neymar quá hay cho biển phòng thủ. Tường làm gì đây? Quá hay, chưa sao, chưa chết. Neymar chưa chết. Tiếp tục biển ăn đi. Trời ơi. Chôn làm gì đây? Thật sự pha banh này quá hay các bạn ơi. Đánh như mấy thằng không biết đánh banh. Đánh qua đánh lại chừng 30-40 trái mới chết. 5-0. Hàng xếp không thua gấp đôi đó. Chiền 2. Mắc lửa rồi. 6-0. Một pha chắn bóng tốt của Tường nhưng bóng bay ra ngoài. 1-6. Các bạn thấy bên cây lô tô bên kia là nhóm của cá dầu. Cá dầu anh cá cha. Trời ơi. Một pha đánh đầy quy luật của Trung. Lọt kẻ. 7-1. Này mà. Cú bỏ lỗ quá gắt của Neymar, bóng không vào lưới. 8-1. Xếp banh này bên Neymar mất lửa các bạn ơi. Biển làm gì đây? Thật sự tem Neymar quá mất lửa rồi. 9-1. Một pha đầy quy lực của biên số 2 của Neymar. 2-9. Quá hay cho Trung. Thật sự có nhiều lúc Trung đánh những cái bóng không thể hiểu nổi các bạn ơi. 3-9. Quá hay cho Mười Tây. Pha bắt bóng ở điểm trực tiếp. 4-9. Trung làm gì đây? Biển. Một pha kết thúc tốt của biển. 14. Hạng như thống như thằng trong chim nhà nổi nè.
hết dịch mới được chứ sao giờ dịch bỏng sao quánh. Bông tốt ngay gốc chứ à, 11 bông mà nó vụn xuống rồi vì bốn ông nội người ta sáu mà gì rồi đó, 4-1-4 phải không? Qua kết thúc tốt anh em à, 5-11. Quả trắng bóng tốt của này mà 6-11. Mà bên đây thua anh, thua cả lãng cả lãng thôi. Một pha đánh giặt tay trắng của Trung. Còn cái trái đó mày không vớt giùm nó, mày kêu nó. 12-6. Quá hay cho biển, phản công cho Trung. Quá đẹp. 7-12. Nãy giờ thua banh lãng không. 72. Biển. Một pha kết thúc tốt của biển. 13-7. Mắc lỡ hết rồi. 13-7. 14-7 xin lỗi các bạn, 14-7 các bạn ơi. 15-7 kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Xin chúc mừng. Chúc cả đi. Tem Selo vào bờ an toàn. 15-7 bên kia mất lửa các bạn ơi. Tem này mà mất lửa quá. Giờ chuẩn bị vô set chung kết luôn nha các bạn. Ờ bạn bản thua như gỗ xảo. Quậy. Quỳnh đập đi. Mọi chuyện có lỡ bên đây đâu. Một pha kết thúc quá hay coi nè mà. Mỹ nói về sàn vô hiểu có bóc rồi. Trở lại sao kịp. Cửa lưng. Cái này trắng bỏ nó trắng được mà thua quanh vô vô đâu thứ tay cũng vô cũng ủng quá tao làm cái xăng nữa mà sao đi bùi ơi mới làm cái xăng mà sao nó bùi ơi.